Đảo Thổ Chu đón những sinh viên ưu tú từ mọi miền đất nước. Sau hành trình hơn 6 tiếng đồng hồ, ngày biển động, hơn một nửa thành viên trên tàu say sóng. Nhưng gần đến đảo, tiếng hát lại vang lên trên boong tàu. Ngày hôm nay, họ có mặt ở đây, trên đỉnh Đồi Tây, một trong những vị trí quan trọng nhất về địa lý và quân sự trên đảo. Bởi từ đây có thể quan sát được cả đảo, lưu lượng lớn tàu thuyền ngang qua đảo. Nơi này được chọn để dựng cột cờ, khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Cho các bạn bè trong nước mà còn bạn bè quốc tế, cho tàu bè trong cái đường hàng hải quốc tế thấy được cái sự thiêng liêng của chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Sau cột cờ đầu tiên được dựng trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào năm ngoái, cột cờ với kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng này sẽ có chiều cao 35 mét. Trên đó ghi dòng chữ Đảo Thổ Chu, xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kèm theo là mốc địa giới hành chính. Đảo Tiền Tiêu phía Tây Nam, 5 ngày mới có một chuyến tàu từ đất liền đến đảo. Với người dân, chiến sĩ và cả với những sinh viên, giờ phút này họ càng thấy rõ mỗi nhành cây, ngọn cỏ, vùng trời, vùng đất, vùng biển trên đảo là quê hương Việt Nam. Biển đảo là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Rất nhiều bạn sinh viên, những sinh viên ưu tú khắp mọi miền của Tổ quốc lần đầu ra với biển đảo. Ngày hôm nay họ ý thức hơn nữa về trách nhiệm, về nghĩa vụ của mình với đất nước. Và họ đang dành toàn bộ tâm trí, tình cảm và cả trái tim của mình để hướng về biển đảo, hướng về những người lính, hướng về những người dân đang sống, chiến đấu, học tập và làm việc tại những vùng đất thiêng liêng, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. 900 sinh viên ưu tú trong chương trình hướng về biển đảo. Qua mỗi ngày, từng hoạt động, họ đang dần có nhiều trải nghiệm quý giá và trưởng thành. Khẳng định được một lần nữa đó là đây chính là một phần máu thịt của chúng ta, chứ không phải chỉ là một cái vùng nào đó mà nó xa xôi. Cột cờ Tổ quốc trên đảo Thổ Chu dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 9 tháng 1 sang năm, ngày sinh viên Việt Nam. Lan tỏa nhiều hơn, và sau này bằng việc là chọn những điểm đến như là những đảo Tiền Tiêu, chọn điểm đến như là những cái cột cờ như thế này, thì sẽ có hàng chục ngàn sinh viên, thậm chí là hàng trăm ngàn sinh viên của cả nước sẽ đến với những điểm này để có thể cảm nhận rõ hơn và cảm thấy yêu nước mình hơn và ý thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm. Giữa biển, giữa đảo, những người lính trẻ quyết tâm, đảo là nhà, biển cả là quê hương. Còn những bạn trẻ này thì quên hẳn cơn say sóng mà họ chuẩn bị phải trải qua lần nữa. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Người trẻ thời nào cũng vậy. Khi Tổ quốc gọi, họ luôn sẵn sàng cống hiến cho đất nước.